Một ngày mới nữa lại đến, giọng đọc xứ Cờ Hoa rất vui mừng được gặp lại quý vị trong buổi đọc truyện hôm nay. Thân chúc quý vị cùng gia đình một ngày mới thật vui tươi và tràn đầy sức khỏe. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của Misa USA. Xin quý vị đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh và giới thiệu cho nhiều người cùng nghe để ủng hộ cái giọng đọc nhé. Và bây giờ là phần tiếp theo của tiểu thuyết Tình cảm xã hội, Xóm lò heo của tác giả Nguyễn Trí Công. Mời quý vị cùng nghe. Chương thứ 8. Trời đã khuya lắm rồi, đêm nay là đêm rằm nên vầng trăng tròn vành vạnh. Trăng trải ánh sáng vàng dịu khắp khu vực lò heo, cộng với những ngọn gió mát đã làm đám đàn em thằng Cường Lì ngủ quên tuốt lút. Mãi đến khi những người công nhân chuẩn bị công việc thường đêm của họ thì bọn nhóc mới tỉnh dậy. Tụi nó ngạc nhiên khi thấy Cường Lì vẫn ngồi im lặng, hút thuốc và đưa mắt nhìn sâu xuống con đường Đặng Văn Ngữ, phía trường Phạm Ngọc Thạch. Đám thằng mến, tư ghèn biết ngay tâm tư của đại ca. Tụi nó lặng lẽ ngồi dậy, đốt thuốc và sờ lại đồ chơi. Không đứa nào nói gì với nhau hết. Một đêm như mọi đêm sẽ trôi qua, nhưng đêm nay sẽ là đêm quyết tử vô tụi nó và băng thằng Tài Hoàng Đạo. Tụi nó biết không phải do anh Tư công nhân nói lại, mà do thằng Cu Cầu Sàng, một đứa trong băng tụi nó báo tin. Là dân bụi đời, đã từng bị công an tóm. Có thằng từng lên trường Xuân An ở vài năm từ lúc còn 8-9 tuổi. Đám nhóc này đứa nào cũng có bề dày thành tích trộm cắp, thậm chí đâm chém nên tụi nó chẳng đứa nào để lộ vẻ sợ hãi. Chấp nhận rời bỏ nơi này nghĩa là chấp nhận thua, chấp nhận cái đói nhục nhã, bởi đất nào cũng có một thằng hùng cứ cả. Vì thế, giờ này tụi nó thản nhiên chờ đợi, giống như những con dã thú chỉ biết bảo vệ giang sơn của mình bằng móng vuốt mà thôi. Nếu rủi ro thua thì có nghĩa là tìm đường khác để sống. Còn thắng mà có gây đổ máu để vô ích thì điều đó cũng chẳng thay đổi gì cuộc đời ngựa hoang vô chủ của tụi nó. Suy nghĩ của đám thằng mến, tư ghèn, thằng ròm đơn giản như vậy, nhưng đối với thằng Cường Lì thì lại khác. Nó là thằng phải ngoi lên vị trí thủ lãnh bằng những trận thư hùng khốc liệt, nên cách nghĩ của nó cũng vượt hơn đám đàn em nhiều. Nó chờ đợi trận đụng độ này bằng những toan tính rất kỹ lưỡng. Có nghĩa là nó đã nắm chắc quân số của thằng Tài Hoàng Đạo, cũng như lực lượng của nó, và nó còn khổng minh hơn khi cho thằng Cu Cầu Sạn bắn tin với tụi Tài Hoàng Đạo, lực lượng mỏng dính của tụi nó, để thằng kia ỷ y mà sa bẫy. Chuyện này chỉ có mình nó và thằng Cu Cầu Sạn biết mà thôi. Nhưng chuyện bảo vệ khu vực của tụi nó bằng vũ lực thì thằng Cường cũng không thèm hé môi cho con Sương biết. Bởi tụi nó sợ con nhỏ này thắc mắc với anh Phong bảo vệ. Mà hễ anh Phong biết thì thế nào anh Phương, công an khu vực cũng biết. Dĩ nhiên tụi thằng Cường Lì đâu có lạ gì anh công an khu vực 30 tuổi này. Anh Phương đã nhiều lần đối diện với mấy thằng nhóc bụi đời của công an phường. Đó là một người công an cực kỳ nghiêm khắc, nhưng cũng là một người hiểu rõ hoàn cảnh của từng đứa hơn ai hết. Thằng Ròm là một đứa đã được anh đưa đi học ở trường phổ thông công nông nghiệp Xuân An về tội ăn cắp xe đạp. Ở Xuân An, thằng Ròm đã học tập tốt cả về văn hóa lẫn hành kiểm. Nhưng khi được trở về địa phương thì nó vẫn là một đứa trẻ bơ vơ. Anh Phương đã vận động nhiều gia đình nhận nó vào giúp việc trong gia đình với lời bảo đảm về hạnh kiểm của nó. Nhưng mọi người vẫn nhìn nó với ánh mắt ghẻ lạnh. Người ta đã đóng cửa, quay lưng lại với nó, hay nói cho đúng hơn là chối từ sự hoàn lương của nó, khiến nó vô cùng đau đớn. Nó trở về trường cũ và tự nguyện xin ở lại,
Nhưng đã có quá nhiều những đứa trẻ như nó quay trở lại ngôi trường thân yêu một cách tự nguyện để tìm một tình thương, một chốn nương thân an toàn, để không bị ai ngó bằng ánh mắt ghẻ lạnh, khinh miệt nữa. Bởi thế, nó đã trở về cuộc sống bụi đời và gia nhập vào băng của Cường Lì. Anh Phương rất khổ tâm về phương cách giải quyết dứt điểm tụi trẻ bụi đời này. Nhưng anh thật sự bế tắc, còn tụi trẻ bụi đời thì càng lúc càng lánh xa anh công an khả kính, mà chúng sợ rằng lọt vào tay anh ta thì lại lên trường, lên trại. Lại bắt đầu một chu kỳ mới mà kết quả là chúng lại quay về vỉa hè để sống kiếp rau bọ. Tiếng kêu rống của heo, bò dần dần lắng xuống rồi tắt hẳn. Sự làm việc nhịp nhàng của những người công nhân trong lò mổ đã giải quyết đám gia súc một cách chóng vánh. Phần của tụi thằng Cường Lì đã được chuyển thẳng về cho nhỏ Sương. Cường Lì ngoắc đám đàn em rồi lặng lẽ kéo nhau về hướng trường Phạm Ngọc Thạch. Đã hơn 12 giờ khuya, đám nhóc không ồn ào, không nói với nhau một tiếng, chỉ lặng lẽ đi như những bóng ma trong đêm. Qua những trường Phạm Ngọc Thạch, một chút là cuối đường Đặng Văn Ngữ. Đó là điểm hẹn của hai đám bụi đời. Khi dẫn đám đàn em qua trường Phạm Ngọc Thạch, thằng Cường đột ngột dừng lại và gọi thằng Mến bảo: "Mày dẫn bốn đứa em cuối đường đi, khi nào tao hô chơi là xong ra." Thằng Tư Ghèn dẫn ba đứa em ở bên kia đường hẻm. "Đồ chơi đủ cả chưa?" "Đủ hết rồi, đủ hết rồi." Đám đàn em Cường Lì đồng thanh đáp. "Đi." Cường Lì nói gọn, lầm lì băng lên đi trước. Tay nó đút túi quần, con dao Thái Lan bén ngót lành lạnh chạm vào bàn tay nó. Nó không có ý định thịt thằng Tài Hoàng Đạo, nhưng nếu thằng kia chơi dao thì nó cũng phải chơi dao. Còn nếu thằng kia không xài thứ giết người này thì nó cũng chẳng dạy gì sử dụng cái thứ nguy hiểm này. Đi tù như chơi. Đã đến điểm hẹn, bọn thằng Mến, thằng Tư Ghèn tự động tách nhóm rồi biến lẹ. Bọn còn lại, đứa cây, đứa thanh sắt, đứa lòi tối, đứng im nhìn về con hẻm nhỏ dẫn qua khu cầu sạn. Mặt đứa nào cũng đầy vẻ căng thẳng, nhưng trong bóng tối nhờ nhờ, chẳng ai nhìn rõ mặt ai. Tụi nó đang chờ giờ phút quyết định. Thằng cu cầu sạn đứng cạnh thằng Cường Lì, miệng cũng phì phèo điếu thuốc, tay vung vẩy con dao lê. Cường Lì khẽ gắt: "Mày dẹp cái thứ đó đi, chơi cái thứ đó là vô ấp cả đám đó." Thằng Tài Hoàng Đào cũng khoái chơi dao lắm, nên thằng cu cầu sạn trả lời: "Anh có biết không, thằng Tài Hoàng Đạo nó khoái chơi dao đại ca." "Cất lê đi, chờ xem nó chơi cái thứ gì, lúc đó mình sẽ chơi thứ đó." Cu cầu sạn nghe lời anh, dắt con dao lê vô cái bao cột ở bắp vế rồi vọt lẹ vô trường Phạm Ngọc Thạch kiếm đồ chơi. Ở trường học thì chỉ có mấy cái chân ghế gãy, dễ kiếm thôi. Nó tìm đồ chơi thật chẳng có khó gì. Và rồi, trong con hẻm nhỏ ăn thông qua khu cầu sạn, một tốp người xuất hiện, những cái bóng đen ấy lặng lẽ tiến đến đám Cường Lì. Cường Lì và tụi đàn em chẳng nhúc nhích gì cả. Chúng siết chặt vũ khí trong tay, căng mắt nhìn bọn Tài Hoàng Đạo đang chậm rãi đi tới. Những con thú hoang nhỏ bé đang chuẩn bị một cuộc cắn xé nhau để giành giật miếng sống. Đêm vẫn sâu hun hút, gió lạnh vẫn thổi ào ạt giữa con đường lớn, nhưng có lẽ hai phía không ai cảm thấy cái lạnh nữa. Bỗng nhiên, những tiếng sủa vu vơ của mấy con chó cũng im bặt, không gian chìm đắm trong sự im lặng nghẹt thở. Tài Hoàng Đạo băng lên trước đàn em, đứng cách thằng Cường Lì khoảng 2 mét, đưa mắt nhìn đối thủ, chính nó hất hàm: "Tao là Tài Hoàng Đạo đây, Cường Lì, bước ra đi." Thằng Cường Lì thủng thỉnh bước ra khỏi đám đàn em, quắt mắt ngó kẻ thù: "Tao đây, theo luật giang hồ, mày đã dám qua đây thì mày ngon đó, ra tay đi." Cường Lì nói giọng cao thủ của mấy nhân vật trong phim trưởng Hồng Kông. Tài Hoàng Đạo là đứa cũng bị nhiễm nặng phim trưởng nên nó ưỡn ngực dõng dạc nói: "Tao đã dám qua đây thì tao dư sức hạ gục mày,
Có điều, chuyện này tao chỉ muốn giải quyết giữa mày và tao thôi. Hãy để tụi kia ở ngoài. Mày thắng, tao lui. Tao thắng thì mày đi. Như vậy êm xuôi hơn. Chuyện này đâu có phải chỉ liên quan đến mình tao. Tao hỏi mày, tao không có qua bển kiếm chuyện, mắc mớ gì tụi bay qua đây chơi tụi tao? Cường Lì hỏi để hiểu rõ nguyên nhân. Thì tao khoái cái lò heo vậy thôi. Tài Hoàng Đạo nói giọng kèo trên. Tụi mày giữ nó một mình hoài hay sao? Cho anh em tao ăn với chứ. Mày ngon lắm, được rồi. Mày muốn ăn thì nè. Thằng Cường Lì bỗng hét to. Chơi tụi nó. Tiếng hét của Cường Lì vang to trong đêm và bọn nhóc xóm lò heo lập tức ùa vào tấn công tụi Tài Hoàng Đạo. Thằng Mến dẫn bốn đứa ém sẵn lao ra, vung gậy gộc hỗ trợ đồng bọn. Thằng Tư Gàn từ hẻm bên kia thuộc phường 1, quận Tân Bình cũng dẫn ba đứa hùng hổ lao vô trận quyết đấu. Tài Hoàng Đạo thủ một thanh sắt dài khoảng nửa thước, mặt đối mặt với thằng Cường Lì. Nó hiểu ngay ra sự chênh lệch lực lượng của nó với kẻ thù. Phe thằng Cường Lì đông hơn nó gấp bội. Mẹ kiếp! Thằng cu cậu sản là gián điệp của thằng Cường Lì rồi tụi bay! Nó nghiến răng ren rét. Tao sẽ tính tổ sổ với tụi mày! Tài Hoàng Đạo vội hét cho đồng bọn của nó biết. Rút đi! Tụi nó đông lắm! Bọn thằng ba nhỏ, Lé Sắt, Kim Đen thừa hiểu tình thế nguy hiểm cho tụi nó nên thằng nào cũng chỉ phang bậy mấy cây rồi vọt chạy ngược vào con hẻm cũ để quay về Hoàng Đạo. Nhưng bọn thằng Mến, thằng Tư Ghèn, thằng Ròm đâu để tụi nó rút chạy dễ dàng như vậy. Tụi nó bám riết tụi Tài Hoàng Đạo, vung cây xích sắt đánh tới tấp. Thấy đàn em bị nguy, thằng Tài quét một cây gậy sắt buộc thẳng vào thằng Cường. Đang ra rồi nó vung thanh sắt phang tại thằng Mến và Tư Gàn. Thằng Mến mãi đuổi theo bọn thằng Kim Đen nên không thấy thằng Tài đánh hậu. Nó lãnh một cây sắt vào vai, kêu ối một tiếng rồi lảo đảo như người say rượu. Nghe tiếng kêu đau đớn của thằng Mến, tụi thằng Tư Gàn, thằng Ròm quay phắt lại rồi đồng loạt vây thằng Tài. Thằng Tài vừa dùng thanh sắt gạt đỡ vừa lùi. Nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, thằng Tài vừa quơ gậy đẩy được bọn Tư Gàn thì Cường đã phóng vụt tới. Thanh gỗ ba phân vuông trong tay nó đã giáng xuống. Thằng Tài vừa kịp đưa thanh sắt lên đỡ đã nghe một tiếng cốt vang lên và nó cũng rú lên một tiếng đau đớn. Sức đập của thằng Cường Lì quá mạnh đã thắng cú đỡ vội vàng yếu ớt của thằng Tài nên thanh gỗ cũng giọng được vào đầu của thằng Tài. Máu từ vết thương trên đầu thằng Tài trào ra, chảy xuống mặt mũi nó ròng ròng. Nghe tiếng la của đàn anh, đám thằng Kim Đen, Lé Sắt, ba nhỏ lập tức quay lại. Bằng tất cả sự căm hận, sôi sục chí phục thù, tụi này liều sống liều chết đánh loạn xạ khiến đám thằng Mến, Tư Ghèn hoảng kinh dạt ra cả. Thằng Kim Đen ôm gọn Tài Hoàng Đạo trong tay, gầm lên. Đồ hèn, tụi bay ỷ đông chứ không có thắng được tụi tao đâu. Sau câu nói của thằng Kim Đen, đám ba nhỏ Lé Sắt cũng đồng loạt móc trong túi ra những con dao nhọn liễu, sẵn sàng lùi tất cả những thằng nào xông tới. Thằng Cường Lì đưa tay ngăn đám đàn em. Để tụi nó đưa thằng Tài đi đi. Mày ngon lắm, vụ này chưa có yên đâu. Thằng Kim Đen xốc Tài Hoàng Đạo đang bất tỉnh nhân sự cho nó ngã vào người mình rồi toan đưa thằng đại ca đi. Nhưng ngay lúc đó, từ đằng xa đã có một tốp người đi tới. Họ la lớn. Đứng lại! Dân phòng cá! Mạnh thằng nào thằng nấy giọt. Cường Lì la rồi ném ngay thanh gỗ và lao vụt vào con hẻm bên phường 1 quận Tân Bình. Con đường Đặng Văn Ngữ tiện lợi là thế với... Đối với tụi bụi đời, bọn còn lại cả hai phía đều bỏ chạy tán loạn. Kim Đen không đành bỏ thằng Tài, nhưng nó vừa bị tóm cách đây không lâu, nếu bị bắt lần nữa thì thật là hết gỡ. Có thể lên trường Xuân An hoặc trường nào đó và tạm trú vài năm cũng không chừng. Nó bèn đặt thằng Tài dựa vào tường một nhà mặt tiền đường rồi nhanh chóng biến vào con hẻm sau hun hút
ngoằn ngoèo dẫn về lãnh địa, hoàng đạo của nó. Trận đánh vừa mới ầm ĩ, huyên náo bỗng chốc tan đi, lắng xuống như thể nãy giờ nơi đó không hề có xảy ra chuyện gì. Những người dân phòng của phường 14 chạy tới và nhìn nhau lắc đầu. Họ thừa hiểu chuyện gì vừa xảy ra ở đây. Người công an khu vực bực bội nhìn quanh rồi lẩm bẩm. Lại tụi bụi đời nữa, thiệt là bất trị vậy. Ngay lúc đó, anh nghe một tiếng trên khẽ. Anh quay phắt lại, đưa mắt tìm kiếm và chợt nhận ra một người bé nhỏ dưới chân tường của một nhà nào đó, nơi ánh đèn đường không rọi đánh được. Anh vội chạy tới. Có đứa bị thương, anh em rọi đèn binh lại đây coi. Những người dân phòng vội chạy lại, những luồng ánh sáng từ mấy ngọn đèn pin quét lia lịa vào gương mặt bê bết máu của thằng nhỏ. Anh Phương, người dẫn anh em dân phòng đi tuần đêm chính là anh Phương, công an khu vực hoảng hốt la lên. Anh nào chạy về phường bảo đồng chí Trực gọi xe cứu thương ngay ra đây cho tôi, thằng bé bị thương nặng lắm. Một người dân phòng lập tức ba chân bốn cẳng chạy về công an phường. Anh công an rút khăn mùi xoa của mình áp sát vào vết thương trên đầu thằng Tài Hoàng Đạo, rồi quay sang nói với một đội viên dân phòng khác. Gọi ngay y tá Trinh cho tôi, ta cần sơ cứu cho nó trước. Dạ. Anh đội viên dân phòng nhận chỉ thị và biến đi nhanh như sao xẹt. May mà nhà cô Trinh y tá, cán bộ y tế phường cũng ở gần đó, nên chẳng mấy chốc cô đã hấp tấp mang túi đồ nghề chạy tới. Nhìn thấy cô còn bận đồ ngủ, mọi người hiểu cô gái chưa chồng này coi trọng sinh mệnh con người hơn là chăm chút cái bề ngoài đẹp đẽ của mình. Cô Trinh quỳ xuống cạnh anh Phương, rọi đèn pin xem xét vết thương rồi lặng lẽ lấy dụng cụ y khoa ra làm việc. Cô sát trùng vết thương, lau sạch máu me trên mặt thằng Tài xong, rồi dùng băng quấn vết thương trên đầu nó. Sau đó, cô chích cho nó một mũi vitamin K cầm máu. Anh Phương chẳng hỏi lấy nửa lời, chỉ im lặng nhìn người nữ y tá thể hiện nghề nghiệp của mình. Cầm máu được rồi, cha té một đường dài khoảng 3 phân đó. Cô vừa băng đầu thằng Tài vừa nói, sức khỏe của nó ổn chứ, liệu nó có sao hay không? Anh Phương lo lắng nhìn cô y tá. Cần phải chụp hình sọ não mới biết được anh à. Cô y tá dịu dàng trả lời, bị thương ở đầu nguy hiểm lắm. Câu trả lời của cô y tá làm anh Phương suýt bật cười, nhưng anh kìm lại được. Trời đất, bị thương ở đầu thì ai mà chẳng biết là rất nguy hiểm. Nhưng cô y tá đã nhìn anh Phương giọng cảm động. Thằng nhỏ này may mắn lắm. Anh và em không có phát hiện ra nó thì chưa biết sự thể sẽ như thế nào. Cô cúi xuống tay vuốt nhẹ đầu thằng bé đáng thương. Không biết làm sao mà ra tới nông nỗi này nữa. Anh công an khu vực chưa kịp trả lời câu hỏi của cô y tá xinh đẹp thì tiếng còi xe cấp cứu đã hú lên inh ỏi tích đằng xa. Mấy người dân phòng mừng rỡ. Xe cứu thương tới rồi anh Phương. Lát sau, anh Phương cùng một anh dân phòng đã yên vị ở phía sau xe cứu thương với ông bác sĩ và chị y tá của bệnh viện quận Phú Nhuận. Chiếc xe hồng thập tự lại rú còi inh ỏi rồi lao vút đi. Còn lại mấy người dân phòng và cô y tá phường đứng lại lặng lẽ nhìn theo ánh đèn đỏ nhấp nháy phía xa xa. Cô Trinh thầm tiếc rẻ là mình đang mặc đồ ngủ. Nếu không thì cô đã cùng anh Phương đưa thằng bé lên bệnh viện quận rồi. Một người dân phòng nói, thôi cũng đã 3-4 giờ sáng rồi. Cô y tá về nghỉ đi, anh em tôi đi vài vòng nữa thì trời sáng bạch thôi hả? Mọi người lại tỏa đi, trả lại sự im lặng cứu hữu của đêm trường. Nhưng sự im lặng đó chẳng kéo dài được bao lâu vì những tiếng xe lam đã nổ phành phạch ở tích đằng xa. Và người ta đang chuẩn bị chuyển thịt ở lò heo ra xe để cung cấp cho người tiêu dùng. Trời tuy hãy còn tối nhưng một ngày mới đã sắp bắt đầu.